Trước khi đại hội diễn ra, 6 vận động viên thể hình cũng có kết quả dương tính với doping. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam phải đối mặt với sự cố có nhiều vận động viên sử dụng doping đến vậy. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Ngày 15 tháng 9, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao xác nhận với tuổi trẻ một số vận động viên đoàn thể thao Việt Nam và nước ngoài có kết quả xét nghiệm dương tính với doping tại SEA Games 31 trong mẫu kiểm tra lần 1 mẫu A. Một lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết số vận động viên dương tính của Việt Nam có thể lên tới 6 người, trong đó có 2 vận động viên Điền Kinh. Đại diện ngành thể thao cho biết, ngành thể thao đã làm việc với các vận động viên có mẫu A dương tính, yêu cầu họ làm bản tường trình sự việc để xem vận động viên ăn uống thế nào, dùng thuốc gì, bị ốm hay chấn thương trong quá trình chuẩn bị và tham dự đại hội. Dựa trên nguyện vọng của vận động viên và huấn luyện viên, nếu họ yêu cầu làm thêm một mẫu xét nghiệm nữa mẫu B để đối chứng thì ngành thể thao sẽ yêu cầu làm xét nghiệm lần 2 để đảm bảo kết quả chính xác. Trước đó, SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam từ 12 đến 22 tháng 5. Đại hội tổ chức 40 môn thi với 526 nội dung và có sự tham dự của khoảng 5.000 vận động viên đến từ 11 đoàn thể thao khu vực Đông Nam Á. Đoàn Việt Nam dự đại hội với 956 vận động viên thi đấu ở tất cả các môn thi của đại hội. Kết quả, Việt Nam giành 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc, 116 huy chương đồng và đứng đầu bảng tổng sắp huy chương đại hội. Riêng môn Điền Kinh đã lập kỷ lục, gây tiếng vang lớn khi giành đến 22 huy chương vàng và đứng đầu khu vực Đông Nam Á.